Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tiếp tục học tiếng Việt. Nhờ rồi chụp hình sẽ đẹp. Nên là của cô đã khá giỏi cho cái lọ cả đại nhà là đùa thế. Ok, thì còn về một cái là cô thỏa này cái ý lăng. Lọ cột like, lọ theo, lọ cột subscribe các đồ cụ thế này. Xin chào, hôm nay sẽ học các hỏi về bằng gì, bao xa, mượn bao lâu. Hôm nay sẽ họp các hỏi về bằng gì, bao xa, mất bao lâu. Nhớ rằng, nông nô bê yô lô cỡ cho suy, bằng gì, bao xa, mất bao lâu. Ok, bê mù cỡ thì là, nì suy lý chả. Thế nì nông sơ đá suy. Ok, bê yô lô cỡ suy cho tù hạ thì bằng gì, ok. Bạn đi họp bằng gì? Bạn đi họp bằng gì? Bạn đi họp bằng gì? Ok. Có chạy đa truy mù cần đất. Có chạy đa truy mù cần đất. Lấy hỏi thì có một cần đất đi trả là của tao nè. Hay đi trả là của dì. Ok. Tôi đi họp bằng xe máy. Tôi đi họp bằng xe máy. Tôi đi học bằng xe máy. Ok. Cú chạy xe chả mù cần tờ. Thì cũng mù cần tờ đuôi đuôi xe chả. Yeah. Ok. Cái bàn này làm bằng gì? Cái bàn này làm bằng gì? Lũ trông nó do ua lò đỡ đá trì. Ok. Cái bàn này làm bằng cốt. Ok. Cái bàn này làm bằng cốt. Cái bàn này làm bằng cốt. Ok. Lũ trông nó do ua lòn đợi trông. Ok. Chè khó hả tía. Bằng gì nó chè lùm lo chè là hả tía. Đuối, đuối nhăn. Nhạc nhạc đi thì có mùi cháu bánh nhăn đuối nhăn. Nói hả tía. Tô anh ý hết đuôi nhăn giờ cô sẽ thêm bằng gì đó nhưng tao này ok họ lúc mong người ta hỏi nhau hai đi trả là của tao giờ hai đi của hai họ nói của tao này ok bây giờ rồi cỡ suy cho họ thì bao xa ok từ nhà cậu đến trường bao xa từ nhà cậu đến trường bao xa đỡ co lưu chế do chế cờ đêm bảo ly trà đỡ co lưu chế do chế cờ đêm bảo ly trà từ nhà tới đến trường là 2 km từ nhà tới đến trường là 2 km đỡ cú chế mù do chế cờ do o km nợ cú chế mù do chế cỡ do o km từ đây đến bên C bao xa từ đây đến bên C bao xa từ đây đến bên C bao xa nợ no mù do chờ chờ chế như ta tỏ lúc chế một chế lần đầu này ạ và tỏ năng nữa rồi theo chế để ly trà đến bầu ly trà đó này cườm lắm cườm lắm gần lắm 1 km thôi gần lắm 1 km thôi dê hẳn y km ok dê hẳn y km xứ ok sẽ có tuần gì mất bao lâu ok mất bao lâu của sài gòn chỉ sẽ hàng bảo đi trả nó nè bạn ăn cơm mất bao lâu bạn ăn cơm mất bao lâu có nó mò ta sẽ hỏi đi trả là do hạt tía có no mò xí xí hở bầu đi trà khoảng 20 phút
khoảng 20 phút. Linh đợi nâng gạo phân. Linh đợi nâng gạo phân. Thế khi mà linh đợi nâng gạo phân là chỉ có là khoảng này ạ. Dù giờ em biết là dù hay dù chỉ báo rồi á. Thế rồi cũng do cầu xe cầu gì phân là do hạt tía nâng gạo phân. Hạt tía có nâng gạo ý nâng gạo o. Thế khi mà chỉ báo rồi dù kết tía nâng gạo phân dù chú ý xa linh đợi. Ok. Từ nhà em đến ngân hàng mất bao xa? Từ nhà em đến ngân hàng mất bao xa? Ok thật sự ạ. Mất bao lâu? Ok thật sự mình chỉ là mất bao lâu. Từ nhà em đến ngân hàng mất bao lâu? Từ nhà em đến ngân hàng mất bao lâu? Đợi đợi cứ lấy hình đợi co chế mù cho lu chế nhà do ta suy hở lý trá đỡ cứ lên đỡ co chế mù cho lu chế nhà do ta suy hở lý trá khoảng 30 phút khoảng 30 phút khoảng 30 phút lên đỡ bế cho phân tức là cô do nâng gọt tờ phân tức là cô do bế cho tờ phân để xin mà dù cho tờ bế cho phân linh đã biết theo phấn ok ok chị thằng nó bé cu lọ cỡ đi nó xí ạ thế rõ của cô hai tết kho chỉ do là tết kho nữ lúc xưa chỉ do là tết rõ của hai tết kho quên tết kho chỉ do là cô thọ chị năm đầu hay nè chị của cô chỉ do nâng nhà la là nhà mong nhà la tết của cô em mong lo sức thế chị có thể chỉ là cô xong đã tua kia thế có thể họ những chị mang lại này cô xong đã tua kia là cô thế họ họ xả cái kia họ tự là họ xong đã tua cô mà lấy kia đó về sau đó họ tao cái ok bye ok chị cô thôi nè họ sau đó họ bắt đầu gọi like là gọi subscribe cho cô thế ạ gọi cô họ mua để share ở để keep top bài thế nè chị cô thọ có cho donation số lần số tụ họ bắt đầu sang ra cô thế chị ôi cho nên đó.